Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày mùng 10 tháng 12 của Đài truyền hình cơ số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong trưa chiều, chiều nay cũng như là ngày mai, các tỉnh ở miền Bắc tiếp tục chịu tác động của khối không khí lạnh ở tầng thấp và trường phân kỳ trên cao nên trời vẫn quang mây và có nắng vào ban ngày. Trời khá ấm áp với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 23 cho đến 26 độ. Riêng một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ ban trưa sẽ cao hơn từ 1 cho đến 2 độ, dao động trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ. Sau đó từ ngày 12 ngày 13 tháng 12, khi trường phân kỳ dần suy yếu, trời sẽ chuyển nhiều mây hơn về đêm và sáng nên quá trình phát xạ nhiệt không diễn ra mạnh. Nhiệt độ thấp nhất sẽ có xuống tăng nhẹ và phổ biến ở mức từ 16 cho đến 19 độ ở khu vực đồng bằng và trung du, còn từ 12 cho đến 15 độ ở khu vực vùng núi và ban ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất tại khu vực đồng bằng trong đó có cả thủ đô Hà Nội phổ biến trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ. Sau đó từ khoảng ngày 14 khối không khí lạnh sẽ được tăng cường với cường độ khá mạnh, trời chuyển nhiều mây có mưa ở vài nơi, nền nhiệt có xu hướng giảm, trời chuyển rét. Còn ở miền Trung trong chiều tối nay tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến tận Bình Thuận mưa chỉ xảy ra lác đác với lượng không nhiều. Tuy nhiên, từ ngày mai do ảnh hưởng của đới gió đông bắc tầng thấp, kết hợp với gió đông ở trên cao nên mưa sẽ tăng nhanh trở lại trên khu vực này. Đặc biệt là ở các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Bình Thuận, có nơi sẽ xảy ra mưa vừa, mưa to và rông. Đợt mưa này được dự báo diễn ra trong nhiều ngày và khá phức tạp. Người dân cần lên kế hoạch chủ động phòng tránh để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Còn về nền nhiệt độ trong 3 ngày tới cũng không biến đổi quá nhiều, với nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế phổ biến ở mức từ 22 cho đến 25 độ. Càng đi xa về phía Nam, nền nhiệt sẽ có xu hướng tăng dần, với các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến ở mức từ 27 cho đến 30 độ. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày hôm nay thời tiết hầu như ít có sự biến đổi, trời có mưa rải rác vào lúc chiều tối. Ban ngày trời có nắng với mức nhiệt từ 27 cho đến 30 độ ở Tây Nguyên và từ 29 cho đến 32 độ ở các tỉnh thành Nam Bộ. Tuy nhiên từ ngày mai do ảnh hưởng của nhiễu động từ biển di chuyển vào nên mưa sẽ có xuống tăng hơn tại khu vực này, đặc biệt là ở các tỉnh ven biển miền Tây như là Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng có thể sẽ xuất hiện mưa rông mạnh. Trong cơn rông có thể kèm theo gió giật mạnh nên bà con cần chủ động đề phòng. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước, mời quý vị theo dõi. Tại khu vực ở phía Tây Bắc Bộ, trong 3 ngày tới thời tiết duy trì trạng thái ít mây, phổ biến là không mưa, trưa chiều trời nắng hanh gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ở mức từ 24 cho đến 27 độ. Ở phía Đông Bắc Bộ, thời tiết ổn định trong 3 ngày tới với trạng thái ít mây, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng hanh, đêm và sáng sớm trời rét nhiệt độ cao nhất ban ngày ở mức từ 23 cho đến 26 độ. Đối với các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 11 cho đến ngày 13 tháng 12 trời nhiều mây có mưa rào và rông, giải rác tập trung ở các tỉnh ở phía nam. Đề phòng với gió giật trong cơn rông. Nhiệt độ cao nhất ngày mai trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ, sau giảm thêm 1 độ trong hai ngày tiếp theo. Xuôi xuống khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận. Trong 3 ngày tới, trời nhiều mây, có mưa rào và rông, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, cần đề phòng với gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ cao nhất ban ngày không vượt quá ngưỡng 31 độ. Chuyển lên vùng cao Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, thời tiết tại đây phổ biến là mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất ban trưa ít biến đổi, trong mức từ 27 cho đến 30 độ. Tại khu vực Nam Bộ, từ ngày 11 cho đến ngày 13, trời nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rông, đề phòng với gió giật mạnh trong mưa rông. Với mức nhiệt cao nhất trong 3 ngày tới không biến đổi, ổn định trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, trong thời gian 3 ngày tới, thời tiết ổn định với trạng thái ít mây, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng hành, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ cao nhất ban ngày ở mức trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ. Đến với những thông tin thời tiết trên biển, Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông, nên khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, tàu thuyền cần hết sức lưu ý. Trong khi đó, thì khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, liên tục có mưa rào và rông mạnh. Trong cơn rông, tàu thuyền cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tại đây hoạt động ở mức độ trung bình. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.